Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Ngài Ren thông báo comeback, nan giải câu hỏi VSET thua đẹp đến bao giờ, chờ đón siêu phẩm của vũ trụ skin. Huấn luyện viên Ren thông báo sắp trở lại VSET. Trong buổi stream tối mùng 8 tháng 5, huấn luyện viên Ren tuyên bố sẽ trở lại VSET mùa hè 2024. Đây là tin vui với các khán giả của giải vô địch Việt Nam, bởi sau đề án bán độ, VSET đang cực kỳ cần những người có chuyên môn để đào tạo ra một lứa tài năng trẻ thay thế. Ngày ơi, khi nào mới chịu xuống núi giúp VSET chưa? Sắp tới em, mùa tới là ngày xuống núi rồi. Mùa sau ngày comeback nha, thông báo vậy cho anh em thôi. Để ngày mai tôi lập cái topic, không, cái bữa nào mà không đánh em ra, tôi lập cái topic là mùa sau comeback. Sau vừa đảm nhiệm một công việc mới, Ren tuyên bố sẽ tạm gác lại dự án livestream bán hàng, nhưng vẫn duy trì việc livestream phân tích trận đấu trên kênh Ngài Ren. Tương tự nhiều huấn luyện viên khác của VSET, Ren bắt đầu sự nghiệp với tư cách tuyển thủ. Anh là một lão tướng cùng thời với Sài Gòn Jokers và đã chinh chiến cùng Levi trong màu áo Skyred. Năm 2017, Ren gia nhập Young Generation và đã cùng đội chinh chiến chung kết thế giới. Sang năm 2018, Ren chuyển về làm công tác huấn luyện khi cảm thấy tuổi tác không còn phù hợp để thi đấu cường độ cao. Dưới sự dẫn dắt của Ren, bầy châu đỏ đánh đông dẹp bắc, để lại vô số kỷ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả. Ren cũng góp công rất lớn trong việc đào tạo tài năng trẻ cho nền Liên minh Việt. Vì huấn luyện viên sinh năm 95 này cực kỳ tinh mắt và mắt tay, chọn được rất nhiều hạt giống tiềm năng và đào tạo họ thành các tuyển thủ top đầu. Đến nay, Ren vẫn là huấn luyện viên đào tạo trẻ giỏi nhất và làm công tác tâm lý cho tuyển thủ tốt nhất ở các giải quốc tế. Các tài năng trẻ được Ren huấn luyện khi ra thế giới chưa bao giờ làm khán giả phải thất vọng. Tất cả đều thi đấu kiên cường với bản lĩnh đáng gờm. Năm 2022, Ren chuyển sang làm huấn luyện viên cho SBTC Esports và giúp đội lần đầu giành ngôi Á quân. Tuy nhiên, sau khi SBTC đổi chủ, huấn luyện viên Ren và xạ thủ Slader bị kích thẳng tay. Quyết định này khiến các fan cực kỳ khó hiểu. Ít lâu sau, gần như toàn bộ tuyển thủ của đội bị cấm thi đấu vì bán độ. Khi này mọi người mới biết, Ren bị kích vì nhất quyết nói không với tiêu cực. Thua đẹp đến bao giờ? Câu hỏi khó trả lời cho tương lai chưa thấy ánh sáng của VSET. Thất bại ngẩng cao đầu của GAM trước Fnatic ở lượt trận cuối cùng vòng khởi động MSI 2024 đã kết thúc hành trình xuất ngoại của đại diện VSET. Với nhiều người, đây có thể xem như một cái kết chấp nhận được ở một trong những mùa giải đặc biệt nhất. Nhìn chung, biến cố vừa qua thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến giải đấu của chúng ta. May mắn là ban tổ chức đã xoay sở vào phút cuối để playoff được diễn ra và ít nhất vẫn có một đội dự MSI. GAM với vai trò đại diện VSET thực sự đã cố gắng rất nhiều. Có thể GAM đã làm chúng ta tạm quên đi nỗi lo nhờ những màn trình diễn ấn tượng, cũng như giữ vị thế anh cả wildcard của VSET. Nhưng thực tế, các vấn đề tồn đọng vẫn nguyên vẹn. Cộng đồng vẫn phải đối mặt với sự thật, bản danh sách 32 người chưa được giải quyết. Có lẽ hè 2024 sẽ là một trong những mùa giải khó khăn của VSET kể từ năm 2017 đến nay, cả về nhân sự lẫn chất lượng. Thua đẹp đến bao giờ là chủ đề một talk show đồng hành cùng MSI của VSET ngay sau khi GAM trở về Việt Nam. Và nó phản ánh chân thực nhất những gì mà các đại diện VSET đã làm được tại các giải quốc tế cho đến nay. Những gì tốt nhất của chúng ta đã dừng lại ở năm 2017. Đáng buồn thay, sau gần ấy năm, chúng ta vẫn chưa thể vượt qua cái bóng của chính mình. Vấn đề này không có chút nào mới, thậm chí còn là tình hình chung của rất nhiều bộ môn eSports khác tại Việt Nam, chứ không riêng Liên minh. Xây nhà từ nóc có lẽ là nhận định hợp lý nhất. Khi các đội chưa xây dựng được quy trình hay quy chuẩn đào tạo hợp lý, chưa thể cạnh tranh được với các khu vực khác. Trình độ tuyển thủ Việt không tệ so với thế giới, điều này đã được chứng minh rất rõ sau rất nhiều lần cạnh tranh. Tuy nhiên, khi hai bên ngang bằng về trình độ, sự khác biệt sẽ nằm ở tính kỷ luật và quá trình đào tạo. Đó chính là điểm khiến chúng ta luôn phải chịu thất bại trước các đội từ khu vực lớn. Sự kiện 32 người vừa qua có thể là một biến cố tai hại, nhưng tại sao không phải là cơ hội để Riot cũng như các đội VSET làm lại, hồng hướng tới một giải đấu tốt hơn. VSET mùa hè sắp tới, có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một tương lai mới, còn hiện vẫn chưa thể khẳng định điều gì. Giải Liên minh huyền thoại Ả Rập mà Slader sắp gia nhập có những tên tuổi đáng chú ý nào?
Slater sẽ gia nhập đội tuyển Nigma Galaxy ở giải Liên minh Huyền thoại Ả Rập, thi đấu từ mùa hè 2024. Tin này vừa được Ship Esports xác nhận khiến nhiều người bất ngờ. Việc Slater gia nhập giải Liên minh Ả Rập được cộng đồng Việt Nam chú ý. Đây là giải đấu thuộc hệ thống của Liên minh châu Âu với 13 khu vực nhỏ. Các đội sẽ thi đấu và cạnh tranh suất tham dự EU Master, giải hạng 2 châu Âu và cuối mùa. Cũng theo nguồn tin, giải Liên minh Ả Rập đang được đầu tư rất mạnh. Sau khi Riot mở máy chủ ở khu vực này, các nhà đầu tư đang muốn thu hút tuyển thủ với mức lương cao so với nhiều khu vực thuộc châu Âu khác. Ngoài Slater, đến nay đã có nhiều ngoại binh chất lượng gia nhập. Cái tên đáng chú ý nhất chính là Selmet, người được cho sẽ gia nhập Twisted Mind cùng thời điểm với Slater. Đây là người đi rừng có nhiều năm chinh chiến LEC trong màu áo Fnatic, Team Vitality, Met và cũng đã có những màn trình diễn đáng chú ý ở chung kết thế giới. Một tuyển thủ tên tuổi khác cũng đang thi đấu tại đây là Leo, thuộc biên chế GK Esports. Anh là xạ thủ trưởng thành từ lò đào tạo của T1. Anh cũng có nhiều mùa đánh chính ở LCK. Đỉnh cao là thành tích vào playoff mùa hè 2021, thi đấu bên cạnh Keen và Lehens. Bên cạnh đấy, giải Liên minh Ả Rập cũng có không ít tuyển thủ Hàn đến từ các đội LCK Challenger như Citrus, MG, Slot. Dự kiến thời gian tới, giải đấu sẽ thu hút thêm nhiều cái tên nữa khi nhiều đội vẫn đang hoàn thiện đội hình cho mùa mới. Cựu vương thế giới chuẩn bị giải thể, tuyển thủ chuyển sang làm streamer. Invictus Gaming sẽ chính thức giải thể sau mùa giải 2024. Tin này vừa được blogger Hàm Nghệ chia sẻ trên Weibo. Nguyên nhân đến từ việc IG đã gặp khó khăn về tài chính suốt thời gian dài. Đội tuyển của ông chủ Vương Tư Thông được cho là không thể đáp ứng các yêu cầu tài chính của LPL, do đó khó có thể trụ lại. Cách đây không lâu, chính quản lý của IG cũng đã có chia sẻ đầy bi quan trên trang cá nhân. Theo đó, IG đang phải gánh khoản nợ khổng lồ. Tình trạng này đã kéo dài hơn 3 năm và sắp đến mức không thể cứu vãn. Kể từ sau khi chia tay những The Shy, Rookie, Jackie Love, IG đã không còn sự đầu tư mạnh mẽ và chỉ dùng tuyển thủ trẻ nhiều năm qua. Trong bối cảnh ông chủ đang gặp nhiều khó khăn thì đội cũng không còn được đầu tư đúng mực. Cũng theo Hàm Nghệ, tuyển thủ hỗ trợ Wink nhiều khả năng sẽ giải nghệ để chuyển sang làm streamer khi anh sẽ bước sang tuổi 26 vào năm sau. Trong khi những cái tên còn lại như YSKM, Crying, Leian, An sẽ tìm bến đỗ mới. Siêu phẩm vũ trụ skin có thể sẽ đến trong tháng 5, cộng đồng đoán mức giá không tưởng. Đến nay, hầu như mọi thông tin đều khẳng định Ghost của làng Liên minh, Faker, sẽ là cái tên đầu tiên góp mặt trong đại sảnh danh vọng. Và tất nhiên, skin đi kèm được cho là của Ahri cũng không thể tầm thường. Nếu thực sự Ahri được chọn, Riot sẽ không thể lơ là hay có những thiết kế đi vào lòng đất như nhiều skin gần đây. Có thể kể đến Samira tối thượng hay nhóm skin chủ đề vũ trụ năm 2023. Thậm chí theo nhiều người, Riot phải thực sự đầu tư hết cỡ khi đã để cộng đồng chờ đủ lâu. Hơn nữa, skin Hall of Fame phải xứng đáng với những đóng góp và sự vĩ đại của tuyển thủ mà chúng đại diện. Ở đây, Faker không chỉ là GOAT mà còn là người mở hàng cho dự án thì phải ở đẳng cấp vượt trội hơn nữa. Theo một tin được lan truyền mới đây, thì skin Hall of Fame của Faker có thể sẽ được ra mắt ngay trước trận chung kết MSI 2024. Tức là từ nay đến ngày 19 tháng 5, cộng đồng sẽ có thể được chào đón skin Hall of Fame đầu tiên của Liên minh. Điều này trên thực tế khá hợp lý, nhất là khi sinh nhật Faker cũng vào tháng 5, cụ thể là ngày 7 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, đáng nói là mức giá. Theo một số người, Riot có thể đưa ra một mức giá cũng chưa từng có tiền lệ và chắc chắn sẽ rất cao nếu căn cứ vào kỳ vọng của cộng đồng dành cho skin lần này, ý nghĩa của nó và dự án Hall of Fame cũng như kỳ vọng của chính Riot. Hơn hết, đó sẽ là skin gắn với vinh quang của các tuyển thủ. Với riêng Faker, một mức giá bình thường thậm chí có thể khiến các fan của anh nổi giận. Tuy nhiên, tất cả hiện mới chỉ dừng ở mức suy đoán và tin đồn. Nhưng Riot sẽ phải thực sự đầu tư cho dòng skin này, nhất là khi cộng đồng đang lo ngại việc trùng thời điểm với skin vô địch của T1 cũng là một thử thách lớn với Riot. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!